Buổi chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh có buổi giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đối với huyện Vĩnh Tường, xã Phú Thịnh và xã Thượng Trưng. Đồng chí Trần Văn Tiến, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh chủ trì buổi giám sát. Dự buổi giám sát có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay huyện Vĩnh Tường có 11 trên 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân được cải thiện. 5 năm qua, huyện đã huy động được trên 3.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp trên 1.600 tỷ đồng và hiến trên 100.000 mét vuông đất. Huyện Vĩnh Tường phấn đấu năm 2016 có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Vĩnh Tường là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh về thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp thông qua việc triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và thực hiện dồn điền, đổi thửa, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Thượng Trưng đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, xã Phú Thịnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016. Để chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt hiệu quả, đồng chí Trần Văn Tiến đề nghị huyện Vĩnh Tường, xã Phú Thịnh và xã Thượng Trưng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, có giải pháp giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, huy động nhiều hơn nữa sức dân trong xây dựng nông thôn mới, chú trọng lồng ghép thực hiện chương trình với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đối với những kiến nghị đề xuất của huyện Vĩnh Tường, đoàn sẽ tổng hợp trình các cơ quan chức năng của Trung ương và của tỉnh xem xét giải quyết.